Okay, hello everyone, welcome to my channel. Và đã ở dưới episode 3 nên nhóm mở thử vì dùng vì hơi nà trúc. Hơi nà trúc còn nhóm mà đi hả? Sẽ bắt đầu sẽ xin. Tốc tầng chú thái bạn nhưng riêng vì em ở đâu một lần sàn bóng á như là em mình đã có thể vì mình thì một thể thuộc vậy chứ này vì ở đó đối tượng làm ra thì dịp lại tái đi lên sân mà còn chiều là người làm như thế này tình nó không ai phát ra biển tình nó không ai phát ra biển và nay dân người làm đại dân thôi dịp thì đó là một lý nhé để hôm rồi lại gặp chồng thì nhảy tiền mà mày thấy mày đi mà mày Remix N anh ấy bình xin dùng việc này nhé vì chuyện này xuất không có tha vì phần này này sẽ còn một thao này bằng ngôn này để chuyện phụ ta mình ai mình làm sao thì xong mình thằng ấy có phần này của anh cũng được xin mình speed đi là ole mình đi cùng đường mẹ nè anh ấy tầm này thì không dễ nhớ tình mà tàu hoa sầu mua bán chi vậy. Nghĩa là đi lên của em này nè mình đồng mai em sau bên này đây nè này xin là con học sĩ bóng an beautiful hơi nè đẹp của đây là nghe hơi nè em ta mình nghe đấy hơi nè con biết cho nên con về đi tour thật cho tao không đây chẳng đi đây với đây đây class cho class còn đây là anh lấy sound system biết sound system biết làm mà em không lấy dân được miền tây nhé bây giờ chặn đây chơi nhé bạn cái điểm tớ biết đầu đi mà tớ biết cái đầu đi ở đâu style đi mà còn về còn cái style đó mình ăn lên tụi mày luôn thế chắc là mẹ bỏ bro này còn trong tính ai tính bán đâu mai vẫn còn bị lụa đá còn thế bởi vì kinh mà bị có khốn thao thì đang không phải cho nên như cái món mà bị kéo ấy vô mà bị cửa quá lên ba đó